Vâng, mọi người thì cứ lo lắng rằng là những người tài năng tại Việt Nam thì đến một ngày nào đó họ sẽ đi mất. Chúng ta rất sợ chỉ một chất xám á. Thế còn đối với anh cảm nhận như thế nào khi mà anh vẫn đang ở Việt Nam và anh vẫn có những cái sản phẩm quốc tế? Mình yêu quê hương mà mình không đi đâu cả. Nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt, một cái tên quen thuộc trong giới nhiếp ảnh Việt Nam, người đã đưa hình ảnh, góc nhìn của Việt Nam lên một tầm cao mới. Hiện tại Trần Tuấn Việt là giám đốc một công ty về công nghệ thông tin nhưng chưa lúc nào từ bỏ đam mê cầm máy ảnh của mình. Làm quen với nhiếp ảnh đã gần 15 năm, trong quá trình học hỏi để tìm ra chất riêng của mình, nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt đã trải nghiệm nhiều thể loại nhiếp ảnh, từ chân dung, phong cảnh, thiên văn, đường phố, thể thao, thiên nhiên hoang dã hay là đời sống. Anh đã quyết định đặt đam mê và sự gắn bó với thể loại kể chuyện bằng hình ảnh, storytelling, một mảng nhiếp ảnh truyền tải thông điệp và câu chuyện còn mới lạ ở Việt Nam. Và Trần Tuấn Việt đã gặt hái được những thành công nhất định trên con đường của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Những tác phẩm của anh được tham dự trên các triển lãm tranh nghệ thuật Hà Nội, triển lãm ảnh nghệ thuật quốc gia. Anh cũng đạt một vài giải thưởng quốc tế tại Hoa Kỳ. Không dừng lại ở đó, anh liên tục nhận được những giải thưởng và thành tựu về nhiếp ảnh với những hình ảnh mang đậm nét Việt Nam. Anh là người Việt Nam có nhiều ảnh được chọn vào Daily Dozen nhất cho tới thời điểm hiện tại. Việt cũng là người Việt Nam thứ hai có ảnh hưởng được đăng lên hạng mục Vision, mục tiêu biểu ở những trang đầu tạp chí, nơi đăng tải những hình ảnh độc đáo trên thế giới. Vậy thì trước khi dấn thân đến những chiếc ống kính, thì cuộc đời anh trước nhiếp ảnh hội họa đã như thế nào? Bí quyết gì đã khiến anh lọt vào những giải thưởng quan trọng? Và điều gì đã khiến anh trở nên một hiện tượng và lọt vào những con mắt xanh của các ấn phẩm báo chí quốc tế? Chúng ta sẽ được giải đáp sau đây. Trần Tuấn Việt là một nhiếp ảnh gia người Việt. Anh còn được mệnh danh là người đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Sinh ở Vinh năm 1983, năm 15 tuổi, anh học trường trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh. Năm 23 tuổi, anh tốt nghiệp kiến trúc tại trường Đại học Xây dựng ở Hà Nội. Năm 2007, anh khởi nghiệp và trở thành nhiếp ảnh gia tự do. Sau 8 năm hoạt động, anh tham gia cộng đồng nhiếp ảnh National Geographic và được công nhận là nhiếp ảnh gia Việt Nam thành công nhất ở đây. Năm 2016, anh kết nạp Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, nhưng sau 3 năm, anh rời để hoạt động độc lập. Cũng trong năm nay, anh cũng được công nhận là một trong những nhiếp ảnh gia của Getty Images. Sau 3 năm, tức năm 2019, anh tham gia dự án Kỳ quan Việt Nam do Google kết hợp với Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức và được phát hành trên Google Arts và Culture. Anh vẫn đang hoạt động mạnh mẽ và thường xuyên cộng tác cùng với National Geographic. Anh cũng giữ vai trò là giám khảo trong nhiều cuộc thi nhiếp ảnh. Vì sinh ra và lớn lên trong một vùng nông thôn, từ nhỏ Trần Tuấn Việt đã được tiếp xúc với thiên nhiên cũng như con người bình dân. Bởi vậy, sau này, những bức ảnh của anh phần lớn về những con người mộc mạc nơi vùng quê cùng với những danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Từ đó, anh bộc lộ được tình yêu con người và đất nước Việt Nam. Trong gần 15 năm hoạt động, nhiếp ảnh gia Trần Quốc Việt đã được nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Trong năm 2017, anh được nhận huy chương vàng cuộc thi nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9 tại Việt Nam và giải A giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc cấp quốc gia. Đặc biệt, trong năm 2018, anh được giải nhất hạng mục ảnh du lịch cuộc thi ảnh quốc tế thường niên lần thứ 15 của tạp chí Smithsonian. Giải thưởng này được lựa chọn từ hơn 48.000 hình ảnh của nhiếp ảnh gia từ hơn 155 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, ảnh làm hương của Trần Quốc Việt là bức ảnh có lượt xem nhiều kỷ lục trong cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế có thường niên hơn 15 năm này. Năm 2019, anh được vào chung kết giải thưởng nhiếp ảnh gia môi trường thế giới của CIWEM. Trong bức ảnh này, Trần Quốc Việt đã phản ánh một vấn đề môi trường đang diễn ra ở Việt Nam. Trong năm 2020 vừa qua, anh đã giải nhất cuộc thi ảnh Ánh mắt 2020 từ ứng dụng nhiếp ảnh Agora. Gần đây nhất, nhiếp ảnh gia Việt Nam này đã được giải độc giả bình chọn của cuộc thi ảnh quốc tế thường niên thứ 18 của tạp chí Smithsonian. Vào tháng 6 năm 2017, nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt, lúc ấy khoảng 38 tuổi, bất ngờ nổi lên như một hiện tượng nhờ chụp bức làm nhang. Bức ảnh không chỉ được chọn đăng Daily Dozen, chỉ ra là ảnh đẹp trong ngày 27 tháng 10 năm 2016, được bình chọn là bức ảnh trong ngày của YourShot vào ngày 3 tháng 12 năm 2016. Bức ảnh được tác giả chụp ở xã Quảng Phú Cầu, Hà Nội, còn là bức ảnh được National Geographic bình chọn là một trong những tác phẩm ấn tượng nhất mục Vision of Earth, dịch ra là tầm nhìn trái đất, đăng trên tạp chí National Geographic số tháng 6, 2017. Tháng 3 năm 2018, bức ảnh này tiếp tục đạt giải ở hạng mục ảnh du lịch cuộc thi nhiếp ảnh Smithsonian của Mỹ, với số lượng lượt xem là 50.000, là bức ảnh có lượt xem nhiều kỷ lục trong cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế có như thâm niên hơn 15 năm nay. Đây là một bức ảnh làm nên tên tuổi của Trần Tuấn Việt và giúp anh được giới phê bình đánh giá là tay máy trẻ có tiền đồ rộng mở. Ngoài ra, Trần Tuấn Việt còn tổ chức những triển lãm thường xuyên từ năm 2016 đến nay gồm triển lãm ảnh nghệ thuật của Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội vào năm 2016, triển lãm ảnh World Water Day tại Ý vào năm 2020,
và gần đây nhất là Kỳ quan Việt Nam, triển lãm trực tuyến trên nền tảng Google Arts and Culture vào năm 2021. Anh còn rất tích cực tham gia các hoạt động truyền hình như các đài VTV, truyền hình nhân dân, truyền hình thông tấn xã nhằm chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng về hành trình của anh tới các bạn yêu nhiếp ảnh trên toàn Việt Nam. Và đây là một vài bức ảnh nổi tiếng của nhiếp ảnh gia. Đầu tiên là Làm Hương, đến Phật tử cầu nguyện, Thiên Nga, Trò chơi dân gian, Đan lưới, và cuối cùng là Công việc đầy màu sắc. Và bây giờ ta sẽ nói về hai tác phẩm đã làm nên tên tuổi của nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt. Đầu tiên là bức ảnh Wordless Love, tình yêu không lời, được chụp vào năm 2018, nhận được nhiều sự chú ý khi lọt vào top 25 ảnh đẹp trong ngày do cộng đồng nhiếp ảnh gia National Geographic bình chọn. Trong bức ảnh là bà Quý, 92 tuổi, và con trai bà, ông Giáp, 67 tuổi, sinh sống trong một ngôi nhà nhỏ ở làng cổ Đường Lâm, Hà Nội, Việt Nam. Ông Giáp bị câm điếc bẩm sinh, chưa từng lập gia đình và sống bằng công việc là việc hộ cho hàng xóm. Theo như lời tác giả, khi đến thăm hai mẹ con, anh đã hỏi ông Giáp bằng ngôn ngữ ký hiệu rằng làm cách nào để anh có thể thể hiện tình yêu thương dành cho mẹ. Và câu trả lời đó đã nằm trong bức ảnh này. Ta có thể thấy dù sống chung với mẹ cả đời, nhưng tình yêu thương của ông Giáp chưa bao giờ được bày tỏ bằng bất cứ tiếng nói nào. Đôi khi, tình yêu với cha mẹ chỉ là sự cảm động, những ánh mắt và cảm nhận từ đáy lòng. Tiếp theo là bức ảnh Phật tử cầu nguyện, vượt qua 1,2 triệu bức ảnh khác. Phật tử cầu nguyện nhằm truyền tải câu chuyện về văn hóa Phật giáo ở Việt Nam, đã lọt vào top 70 bức ảnh đẹp nhất của năm 2018 do National Geographic bình chọn. Trong ảnh là hàng trăm Phật tử đang cầu nguyện vào đêm hoa đăng mừng khánh đản vía Quan Thế Âm Bồ Tát ở chùa Diên Quang, để được tổ chức hàng năm nhằm mục đích cầu nguyện Đức Bà Quan Âm cho sự hòa bình và sức khỏe cho nhân loại. Theo nhiếp ảnh gia Việt chia sẻ, nghi lễ kéo dài trong 3 giờ, ánh sáng nến lung linh, huyền ảo làm cho buổi cầu nguyện thật thiêng liêng và ấm áp. Với khung ảnh rộng, nguồn cảm hứng về một nét văn hóa mới được thể hiện qua động tác chắp tay cầu nguyện đồng lại của hàng trăm Phật tử, xếp thành những hàng người dài vô tận. Nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt là người đã mang hàng nghìn hình ảnh Việt Nam ra thế giới với sự cộng tác của những tổ chức lớn như National Geographic và Google Arts and Culture. Ngoài ảnh ra, anh còn truyền tải câu chuyện đằng sau chúng, vốn đã là phong cách storytelling của anh.